Rất vui mừng được chào đón quý vị đến cũng quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Bất ngờ tử vi tháng 3 âm lịch tiết lộ Mậu Thân 1968, bất ngờ trúng lớn, tiền về tận tay, đổi đời cực giàu, tháng 3 âm lịch, cuộc đời khổ tận cam lai, không bè không bạn không ai giúp mình, bao nhiêu thất bại khổ đau, từ nay chấm hết vận xui đến mình, bản mệnh cố gắng không ngừng, bốn mùa sung túc giàu sang bất ngờ. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, khi gặp khổ cực, khó khăn ta thường nói rằng đời quả thực không như mơ. Thế nhưng trên thực tế đời nhiều khi còn đẹp hơn mơ. Mà có khi nằm mơ, đôi khi con người ta cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ có những ngày tháng đẹp tuyệt vời đến thế. Và khi xem bói tử vi cho 12 con giáp thấy rằng bước sang năm 2024, người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, sẽ được đi vào giấc mơ đổi vận, đổi đời, nằm trên đống tiền, vàng rơi trúng đầu. Dù cuộc sống trước kia có gian khổ, thiếu thốn như thế nào không cần biết, đặc biệt đúng tháng 3 âm tới này, bản mệnh sẽ gặp được nhiều vận may, thần tài ghé thăm và muốn thoát kiếp giàu sang phú quý cũng khó. Vậy để biết được vận trình cụ thể, tháng 3 âm lịch sẽ diễn biến ra sao? Vận may nào sẽ đến với Mậu Thân và trong tháng 3 cần lưu ý điều gì để đón lộc vào nhà, đổi đời giàu sang thì xin mời quý vị cùng theo Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Và nếu quý cô bác thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận là số 1, nếu không hay thì hãy để lại số 0, để cho chúng tôi có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video quý vị nhé. Sau đây là đôi lời tâm sự của Tử Vi dành cho quý cô bác tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Tuổi Mậu Thân sinh ra trong những năm 1968, thường phải trải qua một tuổi thơ cơ cực, túng thiếu, họ lớn lên trong những gia đình lao động nghèo, thiếu thốn đủ bề, hình ảnh tuổi thơ của họ gắn liền với những bữa cơm đạm bạc, những bộ quần áo vá chẳng vá đục và những ngày tháng phải lam lũ kiếm sống. Tuy cuộc sống bần hàn, nhưng tuổi Mậu Thân lại sở hữu một trái tim nhân hậu, hiền lành. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác dù chỉ là những việc nhỏ nhất. Họ không ngại chia sẻ những gì mình có với những người khó khăn hơn. Lòng nhân ái của họ như một tia sáng ấm áp, xua tan đi những nhọc nhằn trong cuộc sống. Cuộc sống cơ cực đã rèn luyện cho tuổi Mậu Thân một ý chí kiên cường, một nghị lực phi thường. Họ không bao giờ gục ngã trước khó khăn mà luôn nỗ lực hết mình để vươn lên. Họ làm việc chăm chỉ, chịu khó, không ngại gian khổ. Bằng sự quyết tâm và lòng kiên trì, họ dần dần thoát khỏi cảnh nghèo khó và xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người sống chan hòa với mọi người, luôn được mọi người yêu quý và kính trọng. Họ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, là người bạn tốt, người đồng chí tin cậy. Trải qua bao thăng trầm, tuổi Mậu Thân vẫn giữ cho mình một trái tim nhân hậu, một lối sống giản dị, mộc mạc. Họ là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tử Vi thấu hiểu những gian khổ hy sinh mà quý cô bác tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 đã trải qua. Chính những năm tháng cơ cực, túng thiếu ấy đã hôn đúc nên bản lĩnh, nghị lực phi thường và trái tim nhân hậu của quý cô bác. Và đến đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tuổi Mậu Thân lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Bởi vì trong tháng 3 âm lịch này, bản mệnh nhận được nhiều cát tinh cao chiếu, vận trình khởi sắc giúp xua tan mây mù, ảm đạm từ tháng trước, hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của con giáp này đều có tin vui báo về. Bản mệnh làm đâu hưởng đấy, càng chăm chỉ, càng dễ được lợi. Công việc không có quá nhiều biến động, bạn xử lý ổn thỏa mọi vấn đề. Các kế hoạch diễn ra êm đềm và đều đặn, đồng nghiệp quý mến, cấp trên tin tưởng,
hiệu suất công việc không có điểm nào để chê. Có người may mắn còn được quý nhân trợ lực. Nhìn chung, cơ hội để phát triển khá nhiều, song cũng tồn tại những thách thức nhất định mà bản mệnh không nên chủ quan. Để mọi dự định kế hoạch được vận hành chân chu nhất, hạn chế sự cố, bạn nên lập kế hoạch sát sao và kiểm soát quá trình cẩn thận. Chỉ cần chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, tuổi Thân cũng nên cố gắng khắc phục sự nóng nảy, thiếu kiên trì của mình, nhất là trong những công việc thường ngày mang tính chất lặp đi lặp lại. Việc mình làm và đã làm thì phải cho ra kết quả tốt, chớ vội bỏ qua theo hứng thú nhất thời, kẻo bạn sẽ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp. Tài lộc khởi sắc, cả chính tài và thứ tài đều rất khả quan, việc làm giàu nằm trong tầm tay, tham vọng cũng sẽ có nơi để thể hiện. Người làm đầu tư kinh doanh khá mát tay, nhờ nắm được xu thế và thị hiếu của thị trường, đảm bảo bản mệnh sẽ thu tiền đầy túi trong tháng này. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp hay tự kinh doanh riêng, tháng này khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ. Trước hết nên thăm dò thị trường một thời gian, sau khi đã quen rồi thì bắt đầu mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Tháng này, nguyệt lệnh lâm đất mộc dục, báo hiệu đào hoa rực rỡ cho thấy chuyện tình duyên khá thuận lợi. Người độc thân có đối tượng chủ động tiếp cận, tình cảm vợ chồng hài hòa, gia đạo yên ổn. Có điều đào hoa quá vượng có thể là con dao hai lưỡi, gây ra những rắc rối tình cảm, tình tay ba phức tạp, rạn nứt gia đình, nhất là với người đã kết hôn, nên bạn vẫn cần lưu tâm chú ý. Vì thế, nhắc nhở tuổi này làm gì cũng suy nghĩ chín chắn, nghiêm cẩn giữ mình. Nếu là người đã có nơi có chốn, bạn cần phải tự biết cách tạo cảm giác an toàn cho nửa kia bằng cách hạn chế bớt các mối quan hệ xã giao, đưa ra ranh giới rõ ràng với người khác phái để tránh chuyện hiểu lầm, phiền phức và rắc rối. Đừng vì một phút bốc đồng mà phải đánh đổi bằng hạnh phúc đích thực. Trong tháng 3 âm lịch này, con giáp tuổi Mậu Thân có thể yên tâm về vấn đề sức khỏe của mình. Trong tháng có giải thần cát tinh trợ mệnh, sức khỏe không có gì đáng ngại. Nếu có cũng chỉ là vài triệu chứng bệnh vặt gặp hung, hóa cát. Dù vậy, bạn cũng nên duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tập thể dục đều đặn, chớ nên mải mê với công việc mà bỏ bê cơ thể. Cần chú ý áp dụng các biện pháp dưỡng sinh theo mùa để tăng cường sức khỏe. Thời điểm bận rộn quá cũng nên chú ý sức khỏe tinh thần và giải tỏa căng thẳng kịp thời thông qua việc nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý. Quý vị thân mến, tháng 3 âm lịch là một khoảng thời gian khá may mắn đối với quý mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Vậy làm sao để đón lành, tài lộc có thể phát huy được tối đa trong thời điểm này thì xin mời quý vị cùng tử vi tham khảo ngay sau đây nhé. Về công việc, năng động và quyết đoán, tháng 3 là thời điểm lý tưởng để Mậu Thân thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Hãy chủ động nắm bắt cơ hội mới, không ngại thử thách và đưa ra quyết định sáng suốt. Hợp tác và giao tiếp hiệu quả. Tăng cường giao tiếp, hợp tác với đồng nghiệp và cấp trên sẽ giúp quý vị gặt hái nhiều thành công hơn. Lắng nghe ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau là chìa khóa cho sự phát triển chung. Tập trung và kiên trì, nỗ lực hết mình cho công việc và kiên trì theo đuổi mục tiêu đề ra sẽ giúp quý vị đạt được kết quả tốt đẹp. Về tài lộc, cẩn trọng trong đầu tư. Mặc dù có nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng quý vị cần cẩn trọng khi đầu tư. Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích rủi ro và chỉ đầu tư vào những lĩnh vực mà mình am hiểu. Tiết kiệm và quản lý tài chính hợp lý, tránh chi tiêu hoang phí. Lập kế hoạch tài chính rõ ràng và tiết kiệm một khoản dự phòng cho những trường hợp bất ngờ. Tìm kiếm cơ hội phát triển, tham gia các khóa học nâng cao kiến thức, kỹ năng hoặc tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển bản thân và gia tăng thu nhập. Về sức khỏe, chú trọng chế độ dinh dưỡng, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, tăng cường rau xanh, trái cây và hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng để bảo vệ sức khỏe, tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, duy trì thói quen vận động giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chú ý nghỉ ngơi đầy đủ, giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần. Hãy đảm bảo ngủ đủ giấc để cơ thể được phục hồi và nạp năng lượng. Về tâm linh, đi chùa cầu bình an. Tháng 3 là thời điểm thích hợp để quý vị đi chùa cầu bình an.
cậu tài lộc và sức khỏe cho bản thân và gia đình. Làm việc thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn là cách để tích phúc đức và mang lại nhiều năng lượng tích cực cho bản thân. Lưu ý, tránh xa những việc xấu xa, tham gia vào các hoạt động phi pháp hoặc bất đạo đức sẽ ảnh hưởng đến vận may và tài lộc của quý vị. Giữ tâm trí bình an, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, giữ cho tâm trí bình an và lạc quan sẽ giúp quý vị thu hút năng lượng tốt và đón nhận những điều may mắn trong cuộc sống. Với những bí quyết trên, hy vọng quý vị tuổi Mậu Thân sẽ tận dụng được tối đa năng lượng tích cực của tháng 3 âm lịch để gặt hái nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Tiếp theo là nội dung tử vi chi tiết từng phương diện. Về phương diện tình duyên, gia đạo, tam hợp cho thấy nhân duyên của con giáp tuổi Mậu Thân rất vượng trong tháng 3 âm lịch này. Bạn có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt cho mọi người nhờ tính cách cởi mở và hài hước của mình. Nhiều đối tượng khác giờ có thể chủ động tiếp cận và làm quen với bạn. Nếu còn độc thân, bạn có thể mở lòng mình để đôi bên có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về nhau, bởi biết đâu trong số đó lại có người bạn đã thầm mong ngóng từ lâu. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lắng nghe lý trí của mình, không nên giữ quan hệ với nhiều người một lúc, tự đẩy mình vào tình thế khó giải quyết. Nếu đã có gia đình, bạn nên giữ khoảng cách hợp lý với mọi người, đồng thời không nên quá khoe khoang, khoang lác, cố tình gây ấn tượng với người khác. Nếu cố tình tạo cơ hội để người khác dễ tiếp cận mình, bạn sẽ rơi vào tình cảnh khó xử, có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Bạn nên chủ yếu giữ những mối nhân duyên tốt giúp ích cho sự nghiệp phát triển. Con giáp này nên dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến gia đình, có cách hâm nóng tình cảm vợ chồng. Nếu có vấn đề gì khó giải quyết trong cuộc sống hoặc trong công việc, bạn nên chủ động trao đổi với nửa kia để đôi bên cùng tìm cách tháo gỡ. Về phương diện sức khỏe, Bạch Hổ hung tinh cảnh báo tình trạng sức khỏe của con giáp tuổi Mậu Thân không được lý tưởng. Nếu không cẩn thận, bạn có thể vướng phải hỏa huyết quang, không những gây hao tiền tốn của, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, thể trạng. Vì vậy, bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên lao động quá sức, không nên lơ đãng trong công việc, đặc biệt là những công việc lao động chân tay, đồng thời chú ý khi tham gia giao thông. Bởi chỉ cần một chút lơ là hoặc chủ quan thôi, bạn cũng có thể gây tổn thương cho chính mình hoặc người khác. Trong thời điểm này, bản mệnh không nên để điều hòa, quạt máy, cửa sổ ở vị trí nam, vì như vậy có thể khuếch tán bệ khí đi khắp nhà. Hãy di chuyển vị trí của điều hòa, quạt máy sang nơi khác thích hợp hơn, hoặc hạn chế mở cửa sổ ở phương vị này. Giữ phương vị trí nam luôn gọn gàng, sạch sẽ cũng góp phần cải thiện sức khỏe. Về phương diện sự nghiệp, căn cứ vào tử vi tháng 3 âm lịch của con giáp tuổi Mậu Thân, phương diện sự nghiệp của người tuổi này được dự báo có nhiều bước tiến triển lớn. Một khi đã dốc toàn tâm, toàn lực, quyết tâm theo đuổi mục tiêu, thì ắt sẽ bội thu quả ngọt. Cục diện tam hợp cát lành xuất hiện trong tháng này, mở ra những cơ hội phát triển, thăng tiến. Dù sẽ có nhiều việc phải làm hơn ở thời điểm này nhưng tinh thần của bạn luôn sẵn sàng, chủ động nhận việc chứ không hề trốn tránh. Bản mệnh làm việc miệt mài, bất kể thời gian để chuyên tâm đạt được mục tiêu đã đề ra. Tháng này, bạn có phần mạo hiểm hơn, chấp nhận đương đầu với thử thách để tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Rất may là vận khí đang ủng hộ bạn mưu đại sự, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Bạn cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo thêm nhiều điều kiện để phát huy thế mạnh. Cũng bởi có thể nhìn ra được cơ hội thăng tiến và những thành quả mà mình có thể nhận được sau khi chạm tay tới cái đích trước mắt, tuổi Thân càng thêm hăng say cống hiến. Bạn đưa ra nhiều ý tưởng và giải pháp hữu ích cho tập thể, tài năng và địa vị nhờ đó lại càng thêm được khẳng định. Ngoài tinh thần làm việc hăng hái, thì bản mệnh cũng rất cầu tiến, ham học hỏi nên khả năng chuyên môn và nghiệp vụ sẽ được tăng cường. Điều này rất tốt cho chặng đường phát triển trong tương lai. Chẳng những vậy, tháng 3 âm lịch này, vận quý nhân của bản mệnh cũng khá vượng. Các tình hữu bật tượng trưng cho sự nâng đỡ các mối quan hệ xã giao ngày càng hài hòa. Dù làm bất cứ việc gì, bạn cũng có thể thoải mái phát huy tài năng và thực lực, không bao giờ phải đơn độc trên hành trình trước mắt. Bởi vậy, nếu đang ấp ủ kế hoạch hay dự định nào quan trọng, bạn có thể mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao, kể cả khi chưa thu được kết quả đúng với mong muốn ban đầu. Bạn cũng có thêm kinh nghiệm cho những lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế.
Lưu ý nhỏ là tháng này có hung tinh Bạch Hổ rình rập, mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ tùy thuộc ở mỗi người, rất cần sự thận trọng, chắc chắn và một thái độ khiêm tốn để không vướng vào thị phi, tiểu nhân. Về phương diện tài lộc, theo tử vi tháng 3 âm lịch của con giáp tuổi Mậu Thân, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của bản mệnh cũng có khá nhiều điểm sáng trong tháng này. Có tam hội cục lại thêm nguyệt lệnh lâm quan chống lưng, tài chính gần như không còn là nỗi lo với con giáp này. Dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, tháng này, lương và thưởng đều có xu hướng tăng. Bản mệnh làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số. Lý lẽ thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao. Người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Con giáp này luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì, nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Thu nhập tăng tiến nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả, chạy đồn chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn. Do dịch mã động tinh nhập mệnh, có nhiều vấn đề cần bản đích thân đứng ra xử lý. Dù phải đi xa, nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa hời hợt, vừa tốn công sức lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng. Con giáp này vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy, cần phải học cách tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Quý vị thân mến, trong một tháng thì những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý vị chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu nên hạn chế quyết định và chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý vị tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Vậy, để biết được ngày nào tốt, ngày nào xấu, thì xin mời quý vị cùng theo dõi ngay dưới đây nhé. 5 ngày tốt trong tháng 3 âm lịch năm 2024. 1. Thứ hai, ngày 10 tháng 4, tức ngày 2 tháng 3 âm lịch. Ngày này tốt cho các việc như cưới hỏi, xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà, giờ tốt, dần 3 giờ đến 5 giờ, thìn 7 giờ đến 9 giờ, ngọ 11 giờ đến 13 giờ, mùi 13 giờ đến 15 giờ, tuất 19 giờ đến 21 giờ, hợi 21 giờ đến 23 giờ. 2. Thứ tư, ngày 12 tháng 4, tức ngày 4 tháng 3 âm lịch. Ngày này tốt cho các việc như cưới hỏi, xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà. Giờ tốt, Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. 3. Thứ bảy, ngày 15 tháng 4, tức ngày 7 tháng 3 âm lịch. Ngày này tốt cho các việc như cưới hỏi, xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà. Giờ tốt, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. 4. Thứ hai, ngày 17 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 âm lịch. Ngày này tốt cho các việc như cưới hỏi, xuất hành, khai trương, động thổ, sửa nhà. Giờ tốt, Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. 5. Ngày 23 tháng 4, tức 15 tháng 3 âm lịch. Giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ,
11 giờ đến 13 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, sao tốt, thiên hỷ, thiên đức, việc nên làm, cưới hỏi, đính hôn, khai trương, du lịch. Tử vi ngày tốt cho việc hỷ sự, tình cảm vợ chồng, gia đình vui vẻ, hạnh phúc. 5 ngày xấu trong tháng. 1. Ngày 13 tháng 4, tức 5 tháng 3 âm lịch, sao xấu, hắc đạo, thái âm, việc nên tránh, cưới hỏi, đính hôn, khai trương, du lịch. Tử vi ngày xấu dễ gặp chuyện buồn phiền, tình cảm vợ chồng gia đình không vui vẻ. 2. Ngày 16 tháng 4, tức 8 tháng 3 âm lịch, sao xấu, tam địa sát, nguyệt yêu, việc nên tránh, xuất hành, khai trương, mua sắm, cầu tài, động thổ, sửa nhà. Tử vi ngày xấu dễ gặp xui xẻo hay tranh cãi, thất bại. 3. Ngày 18 tháng 4, tức 10 tháng 3 âm lịch, sao xấu, thiên quan, thiên lao, việc nên tránh, cưới hỏi, đính hôn, khai trương, ký kết hợp đồng. Tử vi ngày xấu dễ gặp rắc rối, tai nạn, công việc không thuận lợi. 4. Ngày 21 tháng 4, tức 13 tháng 3 âm lịch, sao xấu, tử phủ, thiên hình, việc nên tránh, mua sắm, cầu tài, động thổ, sửa nhà, xuất hành. Tử vi ngày xấu dễ gặp hao tài tốn của, sức khỏe không tốt. 5. Ngày 24 tháng 4, tức 16 tháng 3 âm lịch, sao xấu, hắc đạo, thái âm, việc nên tránh, cưới hỏi, đính hôn, khai trương, du lịch. Tử vi ngày xấu dễ gặp chuyện buồn phiền, tình cảm vợ chồng, gia đình không vui vẻ. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Mậu Thân 1968, bất ngờ trúng lớn, tiền về tận tay, đổi đời cực giàu, tháng 3 âm lịch, từ đội ngũ biên tập chương trình. Trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị, phần cuối chương trình là chuyên mục Lời Phật Dạy. Tử vi xin mời quý vị hãy nán lại ít phút lắng nghe. 1. Sự khiêm tốn, đức hạnh, khiêm nhường mới là đỉnh cao của sự tu dưỡng. Câu chuyện thứ nhất, ve sầu và chim nhạn. Thời xa xưa khi ve sầu còn chưa biết bay, một ngày nọ, nhìn thấy một con chim nhạn tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, ve sầu vô cùng ngưỡng mộ. Ve sầu mời chim nhạn về dạy mình cách bay, chim nhạn đồng ý, nhưng học bay nào phải chuyện dễ dàng. Ve sầu sợ khổ lại nóng lòng, muốn biết bay thật nhanh, hết chạy đông lại chạy tây, nhấp nhổm không nghiêm túc. Chim nhạn vẫn bình tĩnh giảng giải kỹ càng cho ve sầu về cách bay. Ve sầu nghe câu được câu không, chỉ luôn miệng đáp biết rồi, sau đó chim nhạn để ve sầu bay thử. Quả thực ve sầu đã cất cánh bay được. Ve sầu nghĩ bụng, hóa ra bay cũng chẳng khó như ta nghĩ. Mùa thu đến, chim nhạn phải bay về phương Nam. Ve sầu rất muốn dương cánh bay cao đi theo chim nhạn. Thế nhưng dù nó có cố vẫy cánh đến đâu cũng không thể bay cao như chim nhạn được. Lúc đó, ve sầu nhìn chim nhạn, lượng cánh bay lượn ở trên bầu trời bao la mới thấy hối hận bản thân quá tự mãn. Dù nó có cố gắng luyện tập đến đâu cũng đã muộn rồi. Bài học rút ra, trong cuộc sống có không ít người giống như ve sầu kia, mới học được một giọt nước đã nghĩ mình biết cả đại dương. Tự mãn khiến cho ánh mắt chúng ta trở nên thiển cận, bằng lòng với hiện tại, lê biếng khiến chúng ta dậm chân tại chỗ, vụt mất những cơ hội quý giá. Câu chuyện thứ hai, lão thiền sư và Phật tử. Một Phật tử có trình độ học vấn thâm sâu. Nghe nói trong ngôi chùa nọ có một vị lão thiền sư đức cao vọng trọng, liền muốn tới viếng thăm. Tới nơi, chỉ có học trò của lão thiền sư ra tiếp người đó, thái độ của người này trở nên ngạo mạn. Nghĩ trong đầu, mình là Phật tử có trình độ thâm sâu, liệu ông ta xếp thứ mấy?
Sau đó lão thiền sư ra tiếp đón người này vô cùng cung kính, còn tự tay pha trà mời khách. Nhưng khi đang rót trà, rõ ràng ly đã đầy mà lão thiền sư vẫn không ngừng tay rót. Người kia thấy vậy mới hỏi đại sư, tại sao ly đã đầy mà ông vẫn không ngừng rót? Đại sư trả lời đúng vậy, nếu đã đầy rồi, còn rót làm gì nữa chứ? Bài học rút ra, ý của vị thiền sư là, nếu người kia đã có trình độ cao siêu, sao còn phải đến chỗ ông thỉnh giáo làm gì? Trong cuộc sống, nếu như muốn học được nhiều thứ hay ho hơn ngoài thế giới, ta trước hết phải tự biến mình thành một cái ly rỗng thì mới có thể chứa đựng được những kiến thức mới. Đừng kiêu ngạo, tự mãn cho rằng mình đã biết hết vì kiến thức bao la như biển cả. Chẳng ai có thể học hết được mọi thứ trên đời này. Hai câu chuyện trên đây chính là tinh túy trong lời Phật, dạy về khiêm tốn. Khiêm tốn là đức hạnh tu dưỡng cao siêu mà ai cũng phải học suốt đời. Khiêm tốn trong việc học, việc tu thân, dưỡng tính, việc giao tiếp giữa người với người. Càng học cao, học rộng thì càng phải khiêm tốn. Còn nếu học nhiều mà đối xử tự cao, khinh khi với cha mẹ, anh em, thầy cô, người thân, thì bản thân sẽ trở thành liều thuốc độc gây hại, đánh mất vầng hào quang trong mắt người xung quanh và tự chuốc lấy đau khổ. Con người dù giàu hay nghèo, nhưng học được cách lắng nghe, khiêm tốn trong từng lời nói, cử chỉ thì chắc chắn sẽ được người khác kính nể, yêu quý. Đó chính là phúc báo. Còn nói quá nhiều, lại nói những lời vô ích, tự cao, tự đắc, đơm đặt bìa chuyện thì chỉ khiến người khác chán ghét, coi thường. Đó chính là nghiệp báo. Phật dạy nền tảng của lương thiện là khiêm tốn. Khởi nguồn của tà ác chính là ngạo mạn. Lúa càng chín càng rũ đầu cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng. Người xưa có câu, người đại tài có bản lĩnh thì không bao giờ nổi nóng. Người trung tài có bản lĩnh đôi lúc sẽ nổi nóng. Còn kẻ bất tài thì không có bản lĩnh và luôn nóng nảy. Khiêm tốn là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. Cũng giống như nơi đất trũng thì nước sẽ tràn về nơi đó. Người biết khiêm tốn sẽ có thể học được nhiều điều hay. Tu dưỡng đức hạnh thanh cao vẹn toàn bản thân, làm gương cho người khác học tập. Hơn nữa, người khiêm tốn luôn được mọi người xung quanh yêu mến, quý trọng. Sự khiêm tốn chẳng phải ngày một, ngày hai mà có. Phải tu tâm dưỡng tính từ khi còn nhỏ, trong bất kể hoàn cảnh nào, giống như tích từng giọt nước nhỏ lâu ngày nhất định sẽ đầy chiếc lu to. Người ngạo mạn, tự kiêu, dù công danh, sự nghiệp có vẻ vang đến đâu cũng chỉ được trong chốc lát. Bởi những người như vậy không đủ phúc đức nên không thể nuôi dưỡng được lâu dài. Ngày ngày cầu công danh, giàu sang phú quý, nhưng không khiêm tốn thì khó mà đạt được thành tựu như mong ước. Một vị lão hòa thượng có nói rằng, tu là từ mẫn vật, khiêm tốn từ y. Thiên tài tọa xứ, thuyết luật pháp ngữ, tiến quá mạc nhiên, nghĩa là người tu hành phải có lòng yêu thương vạn vật, phải biết khiêm tốn, nhún nhường, hiểu được bổn phận của bản thân, luận bàn mọi việc theo lời Phật dạy, tự sám hối về lỗi lầm của bản thân, chớ nên tìm lỗi của người khác. Khiêm tốn còn giúp ta nhận ra những thiếu sót của bản thân để sửa đổi. Vì không kiêu căng ngạo mạn nên luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác để hoàn thiện bản thân. Sự khiêm tốn sẽ giúp người ta đứng vững trên đỉnh cao danh vọng và được nhiều người ủng hộ, giúp đỡ, kính trọng. Trái lại, những kẻ tự mãn cho mình là tài giỏi mà khinh bỉ người xung quanh sẽ ít thành công và đạt được danh vọng như ý muốn. Những người như vậy thường thất bại vì sự ganh ghét, đố kỵ của người khác. Làm thế nào để rèn luyện được đức tính khiêm tốn, học cách im lặng? Phật dạy muốn khiêm tốn. Trước hết ta phải học cách im lặng, bởi chỉ khi im lặng thì trí tuệ mới sinh ra, sự minh mẫn và im lặng mới có sự sâu lắng càng cao. Có những trường hợp bắt buộc phải nói, nhưng nói đủ, nói đúng, nói hợp hoàn cảnh. Ông bà xưa có câu học ăn, học nói, học gói, học mở, cái gì cũng cần phải học và im lặng cũng vậy. Chúng ta phải học cách khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Im lặng là sức mạnh, không ganh đua với kẻ tiểu nhân, không tranh luận với người không cùng trình độ và không cự lự với người tự kiêu luôn cho mình là đúng. Làm được những điều đó là ta đã nhẫn nhịn khi cần thiết, ấy chính là khiêm tốn.
học cách lắng nghe và biết ơn. Hãy mở tâm trí và lắng nghe những ý kiến của người khác. Nếu bạn đúng, đừng sợ lời nói của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Lắng nghe còn giúp ta nhận ra được những điều ta chưa biết, chưa hiểu để không đưa ra quyết định sai lầm. Không chỉ lắng nghe, ta còn phải biết ơn những gì mình đang có, biết ơn để nhận ra những thiếu sót của mình, chứ không phải đi soi mói với lỗi lầm của người khác. Phải có lòng bao dung. Nếu không có lòng bao dung, sẽ chẳng thể có được sự khiêm tốn. Bao dung để dung nạp mọi thứ, bao dung để thứ tha, và bao dung để tâm nhẹ lòng an. Khổng Tử nói người bao dung, thiện lương sẽ có được cảm tình của mọi người. Lão Tử nói, sông và biển mênh mông sâu thẳm là do chúng ở vị trí thấp để nhận nước từ những khe suối nhỏ bé từ khắp nơi. Vì thế, điều quan trọng khi rèn luyện khiêm tốn là phải học cách bao dung với cuộc đời, khoan dung, độ lượng với người, chính là tạo phúc báo cho mình. Vậy là, lời Phật dạy về khiêm tốn giúp ta hiểu ra rằng chỉ khi nào con người biết khiêm tốn thì mới dễ thành công và nhận được phúc báo. Làm người phải biết khiêm tốn, lấy khiêm nhường làm thước đo để hành xử. Đó mới chính là đỉnh cao của sự tu dưỡng bản thân. 2. Không làm các điều ác. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ. Nên làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch. 9 lời chư Phật dạy, kinh Pháp Cú, phẩm Phật Đà. Câu 183. Chúng ta học Phật nên bỏ đi thói quen cũ này. Tọa thiền, niệm Phật chỉ là hình tướng bên ngoài của học Phật. Nếu như cuộc sống hàng ngày không tích lũy phước đức thì lúc tọa thiền, những thói quen cũ lại khởi lên. Bởi thế, chúng ta nên từ trên căn bản mà sửa đổi ngay những thói quen cũ này. Từ căn bản là thế nào? Tức là sửa đổi ngay ở 6 căn của chúng ta. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 6 căn là tất cả căn bản trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày chúng ta từ 6 căn, không làm các việc ác, mà làm các việc thiện, chúng ta làm cho lục căn thanh tịnh, tịnh hóa những cấu nhiễm trong cuộc sống. Chỉ cần hàng ngày chúng ta làm cho tâm thanh tịnh, thì chúng ta sẽ an nhiên thảnh thơi, thoát khỏi những lo lắng, muộn phiền tiếc nuối, thì đó chính là thiền, là định. Bởi vậy, chúng ta học Phật tu hành nên bỏ đi những thói quen cũ này, ngay trong cuộc sống thường nhật, không làm các việc ác, mà làm các việc thiện, đó là chứng minh chúng ta tu hành. Thành tựu đó là con đường tránh để học Phật, không làm ác mà làm lành, là một việc hết sức bình thường, không giống như tứ thiền bát định, thiền chỉ thiền quán. Cho nên chúng ta xem thường nó, như vậy thì chúng ta học Phật cũng như đi xem kịch mà không vì việc liễu sanh thoát tử. Nếu là như vậy thì tín và nguyện của chúng ta là bất chánh, mà bất chánh thì rơi vào tà đạo. Một người tín nguyện chân chánh xem thường việc không làm điều ác, thường làm việc lành thì đã đi con đường cong kẹo rất dễ gặp phải những chướng ngại khác. Điều này thấy rất đơn giản nhưng lại rất xấu xa. Phật dạy rằng, tất cả những việc làm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều là biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm, động niệm mà khởi, hành vi bên ngoài và tâm niệm bên trong. Không có sai biệt, khi chúng ta tọa thiền đạt được cảnh giới nào, tầng thiền nào đều tương ứng với phương đức tu hành. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, nếu một người tích lũy phước đức cao, thì khi tọa thiền sẽ để đạt được cảnh giới cao. Và ngược lại, một người bình thường không tạo phước đức nghiệp chướng sâu dày thì dù có ngồi thiền một đời cũng không đạt được gì cả. Bình thường chúng ta nói, tu hành, liền nghĩ đến ngồi thiền hay những gì cao xa lắm. Thì thật, tu hành là tích lũy phước đức, tu 37 phẩm trợ đạo lục độ vạn hạnh, nhưng không chỉ hoàn toàn tìm cầu phước báo bên ngoài, mà là tự tịnh kỳ ý, làm cho tâm ý mình thanh tịnh, trong sạch. Rất nhiều người nghĩ rằng tự tịnh kỳ ý là công phu của tọa thiền niệm Phật, từ cái nhân quả cảm thấy không đúng lắm. Tự tịnh kỳ ý là công phu của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành mà được vậy. Tu hành thì chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là việc chính hành. Còn tọa thiền niệm Phật là trở hành, Tư Vi cảm thấy rất nhiều người đánh giá thấp thâm ý của chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Trong bài kệ này, hai câu này không chỉ là tư tưởng căn bản của lục tổ đàn kinh, làm việc chánh, tức là đạo, cũng tương ứng với câu dĩ giới vi sư, tức là làm việc ác,
là phạm giới, việc thiện mà không làm cũng phạm giới. Có người định nghĩa tam vô lậu học như sau: giới là chỉ giới, thiền là tọa thiền, như vậy cũng sai rồi. Hàm ý chân chánh của tam vô lậu học là nhân giới danh định, nhân định phát tuệ. Cũng có thể nói công phu của việc chỉ giới là công phu của chư ác bạc tác, chúng thiện phục hành. Khi giới đã thuần phục thì tự nhiên phát định. Định ở đây không phải là tọa thiền nhập định. Định không chỉ có ở Phật giáo mà các ngoại đạo cũng có. Tọa thiền nhập định chỉ là một loại trợ hành mà thôi. Chư ác mạc tác chúng thiện phục hành, tự tịnh kỳ ý. Thị chư Phật giáo quả thật là một huấn thị tuyệt vời, hàm chứa dụng đại từ, đại bi của giáo chủ Thích Ca. Ngài đã vì người hậu thế học Phật chúng ta mà thiết lập con đường sắc chánh đạo rất dễ hành, mọi người đều có thể hành, là một ngày đạt được một ngày, một người làm được việc tốt không khó. Khó là cả đời làm việc tốt, không làm việc xấu. Đạt được những vấn đề này quả thật không dễ. Như vậy mới chính là công phu tu tập. Cho nên chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành cũng dễ làm nhưng cũng không dễ. Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là phương thức để đến tự tịnh kỳ ý. Đó cũng là phát ngôn của lý không của việc thể chứng vô ngã. Thông thường, chúng ta từ trên giáo lý mà nắm bắt lý không vô ngã. Trên thực tế như vậy, cũng không hiểu thấu đáo, chỉ có thể thực hành, sau cùng mới có thể chân thật thể chứng lý không của vô ngã. Nếu muốn tọa thiền quán tưởng để cầu siêu giải được không, mà cuộc sống hàng ngày không có bảo chứng công phu của hành vi, thì không thể ngộ được lý không. Bởi vì chúng ta ngồi đó mà cứ không a không a thì đó là từ ngã cầu không, làm cho trong ý thức ở cảnh giới nghĩ rằng có một chút gì đó là không, nhưng mà ngã vẫn còn nguyên đó. Cầu không như vậy, chỉ là tự lừa dối mình thôi. Làm không được lý không của vô ngã thì đều giả không. Nếu một người trong cuộc sống hàng ngày thường nghĩ đến người khác mà quên đi chính mình thì người đó đã trải qua thể chứng không của vô ngã. Ở đây Tử Vi lại nghĩ đến Lục Tổ Đàn Kinh. Người sau này đọc Lục Tổ Đàn Kinh rất ít chú ý đến phát ngôn tốn ngộ của kinh. Phát ngôn tốn ngộ của Lục Tổ được xây dựng trên cơ sở của câu làm việc chánh, tức là đạo. Không có công phu bình thường, làm việc chánh, tức là đạo này thì cũng giống như xây lầu cát trên không mà thôi. Trong Lục Tổ Kinh, vì bậc thượng căn, thượng trí mà khai lập pháp môn thủ thắng đốn ngộ, đồng thời cũng nhấn mạnh công phu thông thường của làm việc chánh, tức là đạo giống như tâm bình thì việc gì phải chỉ giới hành đúng thì việc gì phải tu thiền. Nói đến cùng, pháp môn đốn ngộ cũng là công phu thường ngày, là công phu thường ngày của bậc thượng căn. Và nói đến bậc thượng căn, tức là không phải chỉ cho những người thông minh, mà là chỉ cho những bậc có thiện nghiệp. Sâu dày tâm bình hành trực chỉ có những người có thiện nghiệp sâu dày. Tâm bình hành trực, tích lũy công phu đến một trình độ nhất định, cơ duyên thuần thục, giống như quả chín thì rụng, khai ngộ thôi. Cho nên phương châm làm việc chánh là đạo, cùng với pháp môn đốn ngộ trên phương diện công phu là giống nhau. Người trước là xem trọng phần nhân mà nói, người sau vì xem trọng phần quả mà nói. Cho nên Lục Tổ nói, Phật Pháp ở tại thế gian, không xa lìa thế gian mà giác ngộ. Nếu tách khỏi thế gian mà tìm cầu bồ đề thì cũng như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Chúng ta đọc đàn kinh dù thế nào cũng nên say mê cách miêu tả ngoại tướng của phát ngôn đốn ngộ như: trong một sát là vọng niệm tiêu diệt, nếu nhận thức được tự tánh một khi ngộ thì thành Phật. Lục Tổ khai lập phương tiện như vậy không sai, nhưng người học Phật chúng ta nghĩ như vậy tức sai, là vọng tưởng chúng ta nên đi theo chữ ác mạc tác, chúng thiện phục hành mà cố gắng thực hành. Điều mà Tử Vi cảm thấy buồn nhất là từ sau đời Đường Thiền Tông phát triển, ngồi thiền giống như phong trào, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào phát ngôn đốn ngộ, đều muốn lập tức thành Phật mà vấn đề chữ ác mạc tác, chúng thiện phục hành rất ít được người nghĩ đến, thậm chí còn xa vào sự tranh cãi giữa hai phát môn, đốn và tiệm. Đây là điều đáng lo của Phật giáo. Vứt bỏ cơ bản của Phật giáo mà đi tìm kiếm những cành lá vụn vặt là điều không nên. Trong tất cả kinh điển Tam Tạng, 12 bộ đều là những điều cơ bản và căn bản phân tích rõ thế nào là hành đúng chánh đạo. 37 phẩm trợ đạo lục độ, tứ nhiếp pháp đều là giáo pháp quan trọng của Phật giáo. Đó cũng là sức sống hiện tại của Phật giáo. Lục Tổ Kinh vì bậc thượng căn lập nên pháp môn đốn ngộ, đồng thời cũng chứa đựng phát môn niệm tu,
pháp tức không đốn ngộ, chỉ có nhanh hay chậm mà thôi. Chánh pháp vốn không có đốn tiệm, chỉ có con người có lợi, căn độn căn mà thôi. Tự thức bổn tâm, tự kiến bốn tánh, tức không có gì sai biệt. Cho nên lập đốn tiệm chỉ là giả danh. Nếu chúng ta đọc kỹ thư tịch lịch sử và đăng lục, sẽ dễ dàng phát hiện chư vị cao tăng đại đức thời xưa đều xem trọng chánh hạnh trong cuộc sống hàng ngày. Như Mã Tổ Đạo Nhất nói, bình thường tâm thị đạo, đó là yêu cầu chúng ta tu hành trong cuộc sống hàng ngày, trong thời cận đại và đương đại. Như Đại sư Hư Vân và Chư Tôn Đức hiện tại cũng hết lòng khuyên bảo đệ tử rằng học Phật nên từ chánh hạnh mà bắt đầu, đó là cơ bản của Phật giáo. Trước đây thường có người đến hỏi tử vi thiền là gì, tử vi trả lời họ, không suy nghĩ lung tung, không suy nghĩ vớ vẩn, đó là thiền. Chúng ta hàng ngày thường hành chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành là vì mục đích thâm áo của quán không để chứng ngộ vô ngã, chứ không vì tìm cầu phước báo. Nếu vì mục đích cầu phước thì rơi vào chấp tướng, không thể thoát ly sanh tử, vượt qua luân hồi, lục đạo. Điều này làm chúng ta nghĩ đến những người gương mẫu của xã hội. Họ đều là những người tốt, vì xã hội cống hiến nên được chọn làm gương mẫu, nhưng sau đó cảm thấy bị áp lực rất nhiều và mệt mỏi, bởi vì họ chấp giữ tướng nội tâm bị chằng chịt trong danh dự. Gương mẫu, người học Phật nên ngay trong cuộc sống thường nhật mà bỏ ác làm lành, thực hành theo chánh đạo, không chấp xử tướng, làm theo sự lý, tự tại vô ngại, và cuối cùng sẽ chứng Phật quả. Và sự thật thì chúng ta đều khẳng định rằng nếu chúng ta làm việc tốt thì được mọi người khen ngợi và tự mình trong lòng cảm thấy vui, ăn ngon ngủ được. Nhưng nếu hôm nào làm một việc gì xấu thì bị mọi người khinh thường. Tuy họ không nói ra nhưng lòng ta cũng cảm thấy áy náy, ăn không ngon, ngủ không yên. Vì thế, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không nên xem thường việc làm trong cuộc sống hàng ngày, thật đáng sợ. Một hành vi bé tí, một ý niệm nhỏ nhỏ đều ảnh hưởng đến nội tâm của chúng ta. Đó là lý do hôm nay chúng ta làm mới hai câu kệ: chư ác mạc tác, chúng thiện phục hành. Quý vị cô bác anh chị thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước.